Потім, коли ви тут помолитеся, вийдете, ми самітимося на терасі, тут на території храму, будемо читати Євангеліє і слухати проповідь. Để vào trong những cái hầm như vậy kìa. Ở dưới này cũng có luôn. Không có mùi nhỉ? Thì cái này đâu còn xác đâu mà có mùi ạ? Đây là cách mai táng, mộ táng. Cải táng. Cách cải táng của người Do Thái. Một chỉ một năm thôi. Chỉ một năm sau là bắt đầu lấy lên. Xong họ chuyển sang cái tiểu như này. Chuyển sang hết cái tiểu. Xong bắt đầu là chôn vĩnh viễn. Dạ. Giống để hết chung Việt Nam mình. Để hết chung vào trong một cái đó. Ví dụ một dòng tộc, một cái nhà gì đó con để chung hết vào trong đó. Và để nguyên cái tiểu thô đấy không lấy. Để nguyên cái tiểu ạ. À, xong gắn luôn đây. Dạ. Thế em đừng nói nhiều.